Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình iGov nhận quay chương trình iGov này random được 5.000 người nhận 4 tốc cần có cái hiệu là Row F nha các bạn. Một tốc cần này lưới sàn Uniwap nhiều sàn rồi các bạn. Giá cơ khoảng 400 đô. Đây thì random may mắn nha các bạn, không phải ai làm cũng được nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn vào join vào kênh channel của Telegram của nó các bạn. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow và tiểu tweet nó các bạn. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Nếu những kẹo này các bạn không làm thì thật là tiếc các bạn, biết đâu mình may mắn phải không? Rồi, ba các bạn chỉ việc theo dõi này các bạn. Các bạn like cái nè. Rồi các bạn tự quyết lên bài đá game các bạn. Các bạn bình luận cho ai góp các bạn. Good. Good, ai drop tăng ba người bạn theo ba. Mình một cộng hai cộng ba. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi sau khi test lại các bạn cũng bắt up lên nữa các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với người xe 20 với chocolate của mình ra nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn copy lấy cái địa chỉ với ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Các bạn bỏ ra 1 phút thôi làm cái kèo này gấp giúp mình đấy. Rồi các bạn bắt rồi các bạn điền lại cái username server của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng MMO này. Ngọc Anh là cái mã giới thiệu của mình luôn nha tất cả các bạn. Xuống đây thì các bạn mở lấy link từ quýt lại các bạn. Rồi các bạn mở trang trader của mình ra nè các bạn. Các bạn chậm xíu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình các bạn. Đây là username mình nè các bạn. Rồi đây các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa. Bấm vào từ quýt cho trả lời nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ nè. Sao chép đến thầy quên nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Các bạn trở về một cái info các bạn bắt cho đây các bạn. Rồi cái username này thì các bạn điền vào A cộng MMO Ngọc Anh nha các bạn. Rồi các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn bấm gửi là xong. Như vậy là mình sẽ vậy là chương trình này góp mình đến đây đã hoàn thành dự án các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.